Huân chương sao vàng ghi nhận đóng góp đặc biệt của Tổng Bí thư cho đất nước. Giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia khẳng định xây dựng đảng là một nhiệm vụ không bao giờ kết thúc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như đã dành gần cả cuộc đời để làm điều đó. Để được tặng huân chương sao vàng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đòi hỏi phải có những đóng góp rất đặc biệt cho đất nước. Đó là lời khẳng định của giáo sư Khan Tyer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, trong cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Australia về vai trò cũng như những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển đất nước, chăm lo đời sống của nhân dân, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng. Giáo sư Khan Tyer nhận định, trong thời gian lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được những thành tựu lớn, trong đó phải kể đến chiến dịch chống tham nhũng mà ông đã phát động và được duy trì đến thời điểm hiện tại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và thực tế cho thấy công cuộc đốt lò do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động đã loại bỏ nhiều quan chức tham nhũng và truy cứu trách nhiệm của những nhà lãnh đạo, kể cả ở cấp cao nhất. Giáo sư Khan Tyer khẳng định với chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể và đáng được ghi nhận trong việc bài trừ tham nhũng. Giáo sư Khan Tyer cũng cho rằng đốt lò chỉ là một phần trong dự án lớn hơn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đưa những người có đức, có tài đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng, kiên quyết loại bỏ những người không còn xứng đáng với lòng tin của nhân dân, và đó là những quyết định chiến lược. Vị giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia khẳng định, xây dựng đảng là một nhiệm vụ không bao giờ kết thúc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như đã dành gần cả cuộc đời để làm điều đó. Tổng Bí thư đã thay đổi rất nhiều quy định của đảng, trong đó có hai khía cạnh đặc biệt quan trọng là những điều đảng viên nên làm và không nên làm, chỉ rõ những phương hướng nên hành động và nhấn mạnh Việt Nam là một nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Bên cạnh đó, giáo sư Khan Tyer cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp quý giá cho chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ông đã tạo dựng tính hợp pháp cũng như uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và người lãnh đạo đảng trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của các nước trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Và điều đáng nói là trong các tuyên bố chung được đưa ra sau các cuộc gặp, các nước đều bày tỏ sự tôn trọng đối với hệ thống chính trị của Việt Nam. Theo nhận định của giáo sư Khan Tyer, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại khi sử dụng thuật ngữ ngoại giao cây tre với hình ảnh gốc vững chắc, thân mềm mại, cành lá uyển chuyển của cây tre để mô tả cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Việt Nam là có nhiều bạn bè hơn, ít kẻ thù hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên định trong việc bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, độc lập, tự chủ, nhưng cũng rất thực tế để thúc đẩy lợi ích quốc gia. Giáo sư Khan Tyer cho rằng, Việt Nam đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng trong thời gian qua, trong đó có việc củng cố và nâng cấp quan hệ với Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Australia lên mức cao nhất, đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Về quan hệ Australia-Việt Nam, giáo sư Khan Tyer cho biết, mối quan hệ này nhận được sự ủng hộ của hai đảng lớn trong hệ thống chính trị Australia, và đây được coi là một thành tựu đỉnh cao. Đó là bởi lợi ích của hai nước hội tụ và không thể không nhắc đến sự đóng góp tích cực của một số lượng lớn người gốc Việt đang sinh sống và làm việc, học tập tại Australia cho mối quan hệ song phương. Bộ Chính trị quyết định trao huân chương sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Chính trị đã có quyết định trao huân chương sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Cụ thể, theo VTV, Bộ Chính trị đã có quyết định trao huân chương sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Huân chương sao vàng là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để tặng cho các cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngay sau khi Bộ Chính trị có quyết định trao tặng huân chương sao vàng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
vì đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trọn đời vì nước, vì dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Ngày 28 tháng 1 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội 12 của Đảng tại Hà Nội. Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ ra mắt Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà Tết cụ Hoàng Văn Bảo, nhân chứng lịch sử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng ở xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, ngày 28 tháng 1 năm 2011. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi công nhân làng nghề sản xuất gỗ truyền thống Gò Công, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, sáng ngày 16 tháng 3 năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Hà Nội trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, sáng ngày 14 tháng 10 năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu dự hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc chiều ngày 18 tháng 7 năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi xe buýt trong chuyến thăm chúc Tết Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ngày 28 tháng 1 năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đoàn đại biểu Ban Thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng chiều ngày 9 tháng 3 năm 2015. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xem trình bày các khí tài quân sự tại Hội nghị Quân chính Toàn quân năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hải Phòng chiều ngày 15 tháng 11 năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem các ấn phẩm của báo Quân đội Nhân dân tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày báo ra số đầu tiên 20 tháng 10 năm 1950, 20 tháng 10 năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an ngày 2 tháng 1 năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khảo sát công trình thi công cầu Cao Lãnh trong chuyến thăm và làm việc tại Đồng Tháp ngày 14 tháng 4 năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong khu nhà kính của Công ty Cổ phần Việt Úc Bạc Liêu ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu vào tháng 2 năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày 1 tháng 8 năm 2014. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội, cùng nhà giáo Lê Đức Giảng, nguyên bí thư chi bộ, giáo viên chủ nhiệm lớp 10B trường Nguyễn Gia Thiều gần 60 năm về trước, xem lại những bức ảnh cùng ôn lại kỷ niệm những năm tháng học tập dưới mái trường Nguyễn Gia Thiều.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc tại thôn Khơ Rơn Bàng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum năm 2017. Giáo sư Vũ Khiêu tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng câu đối Tết nhân dịp Tổng Bí thư đến thăm chúc Tết gia đình tại Hà Nội ngày 16 tháng 2 năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm dự án sản xuất rau củ quả công nghệ cao trên đất cát dọc bờ biển Hà Tĩnh sáng ngày 22 tháng 4 năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tặng quà thương binh Đinh Phi, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã Ai Un, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, chiều ngày 12 tháng 4 năm 2017. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm đền Ngọc Sơn tối 30 Tết Canh Dần, ngày 13 tháng 2 năm 2010. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tại Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo sáng ngày 10 tháng 5 năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 tại Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2016. Đại hội 11 của Đảng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 1 năm 2011 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 200 đồng chí với Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, Hà Nội 26 tháng 3 năm 2016. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gặp đoàn đại biểu cháu ngoan Bắc Hồ, tỉnh Hà Tĩnh ra thăm Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm 2010. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 tại Hà Nội ngày 9 tháng 2 năm 2010. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tháng 1 năm 2010. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao huân chương Hồ Chí Minh của Đảng, Nhà nước tặng Thông tấn xã Việt Nam tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, 15 tháng 9 năm 1945, 15 tháng 9 năm 2010. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, ấn nút khai trương mạng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam Hòa mạng Internet chiều ngày 19 tháng 8 năm 1998. Tổng biên tập tạp chí Cộng sản Nguyễn Phú Trọng nhận bức chướng kỷ niệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng tặng tạp chí tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập tạp chí Lý luận của Đảng ra số đầu tiên và 40 năm ngày tạp chí Cộng sản ra số đầu kỳ 15 tháng 12 năm 1930, 15 tháng 12 năm 1995.